Xin chào các bạn đã đến với kênh Xuân Đắc GP. Và hôm nay mình làm một cái video để nói về dòng sim Rakuten. Trong video này thì mình sẽ nói về chương trình khuyến mại mà khi các bạn đăng ký dòng sim Rakuten và cách cài đặt ứng dụng Rakuten Link gọi điện miễn phí, cũng như là cách quản lý sim Rakuten bằng ứng dụng My Rakuten. Đầu tiên thì mình sẽ nói về chương trình khuyến mại mà khi các bạn đăng ký sim. Ở đây thì mình thấy bên nhà mạng và Rakuten thì hiện tại đang có rất là nhiều chương trình khuyến mại đăng ký sim kèm theo là máy nhận point, cũng như là đăng ký kèm theo là wifi cố định được miễn phí là 1 năm, và nhiều chương trình khác nữa. Trong video này thì mình chỉ nói về chương trình khuyến mại khi mà các bạn chỉ đăng ký sim thôi. Thì hiện tại mà các bạn đăng ký mới sim Rakuten, hoặc là các bạn chuyển mạng từ một nhà mạng khác sang dòng sim Rakuten, thì hiện tại chỉ được nhận khuyến mại là 3 cent point, là khi mà các bạn đăng ký mới hoặc là chuyển mạng. Còn nếu mà các bạn đăng ký bằng cái đường link mà mình để ở dưới phần mô tả video ấy, đường link này là đường link giới thiệu, thì các bạn sẽ được cộng thêm là 3 cent point, tổng là 6 cent khi mà các bạn đăng ký thông qua cái link mà mình để ở dưới phần mô tả video. Và điều kiện để nhận được 3 cent point này là khi mà các bạn đăng ký, khi mà các bạn đăng ký sim này về thì các bạn lắp vào máy và kích hoạt dòng sim này lên. Sau đó thì các bạn tải cái ứng dụng là Rakuten Link ấy. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách tải về và cài đặt. Thì sau khi tải về và cài đặt thì các bạn gọi thông qua cái ứng dụng Rakuten Link đó đến một cái số điện thoại bất kỳ và thực hiện cuộc gọi là trên 10 giây. Thì sau khi mà các bạn thực hiện như thế, đủ cái điều kiện mà có thể nhận được 3 cent point hoặc là 6 cent point khi mà các bạn đã đăng ký thông qua đường link mà mình giới thiệu. Và cái thời gian mà các bạn nhận được cái điểm point này là sau 4 tháng kể từ tháng mà các bạn đăng ký nhé. Và đấy là chương trình khuyến mại nhận point. Và sau đây thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của mình để tải cái ứng dụng Rakuten Link cũng như là ứng dụng My Rakuten để về các bạn có thể sử dụng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt ứng dụng là Rakuten Link. Các bạn vào app và gọi dòng chữ là Rakuten Link, và cái ứng dụng Rakuten Link nó sẽ hiện ra như thế này. Và sau đó thì các bạn tải cái ứng dụng này về, rồi sau đó bật ứng dụng lên, sau đó thì nhấn vào dòng chữ là đồng ý và bắt đầu sử dụng này. Ở đây thì các bạn nhấn là chữ ghi tiếp, sau đó thì nhấn vào chọn là đôi sư rử. Ở đây thì các bạn đăng nhập bằng tài khoản Rakuten của các bạn vào, rồi nhập mật khẩu của tài khoản. Sau đó thì các bạn nhập số điện thoại Rakuten mà các bạn mới đăng ký này. Phần truy cập micro hoặc là truy cập danh bạ này thì các bạn đều nhấn OK nhé. Sau khi nhập xong thì các bạn nhấn xác nhận và sẽ có mã gửi về số điện thoại của các bạn. Rồi các bạn nhập mã vào, rồi nhấn xác nhận một lần nữa. Rồi tiếp đến các bạn có thể tải ảnh đại diện và đặt tên khi mà sử dụng ứng dụng. Rồi các bạn nhấn xác nhận, thế là các bạn đã đăng nhập được vào ứng dụng Rakuten Link. Để gọi điện được trong ứng dụng này thì các bạn chọn vào phần mà có biểu tượng hình chiếc điện thoại. Rồi các bạn nhấn chọn vào phần bên này và sau đó thì nhập số điện thoại mà các bạn muốn gọi vào và gọi như bình thường là OK. Tiếp đến là ứng dụng My Rakuten thì các bạn vào và tìm kiếm cái dòng là My Rakuten thì nó sẽ hiện ra cái ứng dụng này và các bạn sẽ tải về. Rồi các bạn mở ứng dụng lên. Ở đây phần này thì mình ấn là từ chối, không muốn gửi thông báo. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào mục này. Tiếp đến thì phần này thì các bạn tắt đi nhé. Ở đây thì họ sẽ hỏi mình là có đăng ký thêm dịch vụ là gọi hộ đài không. Thì ở đây mình hầu hết là cũng không đăng ký cái dịch vụ này. Nó sẽ tốn thêm là 1 tháng là 1 cent mốt. Nên là các bạn không chọn phần này nhé, mà ấn thoát đi. Cái ứng dụng này thì mình đã tải trước đó rồi, nên là tài khoản của mình đã tự động đăng nhập rồi. Còn nếu mà các bạn mới đăng ký lần đầu thì các bạn nhập cái tài khoản Rakuten của mình là có thể đăng nhập được vào ứng dụng này nhé.
Về ứng dụng này thì chúng ta có thể quản lý được dung lượng mà mình đã sử dụng, cũng như là chi tiết cước phí hàng tháng. Rồi khi mà các bạn hủy cái sim này thì các bạn cũng hủy ở trên ứng dụng này cũng được, ok nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho bạn bè của các bạn cùng biết nhé. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.